Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với đêm biểu diễn thứ 6 vòng chung kết thử thách của bước nhảy So You Think You Can Dance. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi phần trình diễn hai bài thi theo cặp và hai bài thi solo cá nhân 30 giây. Và Thành mong rằng là quý vị và các bạn sẽ liên tục ủng hộ cho các bạn thí sinh của chúng ta bằng cách là soạn tin nhắn để bình chọn cho các bạn. Và nhớ là kể từ đêm tuần thứ 6 này thì chúng ta sẽ bình chọn theo cá nhân chứ không còn theo cặp nữa. Bởi vì mỗi bạn thí sinh sẽ có những mã số bình chọn riêng của các bạn. Dù các bạn nhảy cặp hay là nhảy solo thì cũng không thay đổi mã số đó. Quý vị hãy nhớ mã số thí sinh mình yêu thích nhất gửi về tổng đài 8369, làm điều đó trước 19 giờ ngày mai để có cơ hội bảo vệ cho những thí sinh mà mình yêu thích ở lại với chương trình, đồng thời có cơ hội sở hữu một giải thưởng trị giá 10 triệu đồng từ chương trình. Và kết quả sẽ được truyền hình trực tiếp vào đêm công bố kết quả vào ngày mai lúc 21:30. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ để trở lại với chương trình sẽ là một phần biểu diễn solo 30 giây của một bạn thí sinh nữ mà những tuần trước bạn đã tỏa sáng cùng với Quang Đăng, chiếm được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả. Và thể loại sở trường của bạn là múa đương đại, thế nhưng hôm nay bạn rất bản lĩnh khi lựa chọn hip hop là thể loại nhảy trong bài nhảy 30 giây này, và đó là Hồng Nhung. Và đó là Hồng Nhung, em đến đây với anh. Quá tuyệt vời, em xé cậu đó mà cái áo nó không rách, hay quá. Một tràng pháo tay cho Hồng Nhung thưa quý vị. Và yêu mến Hồng Nhung, em bây giờ soạn ngay tin nhắn thưa quý vị, nhấc điện thoại lên và bấm số 7 gửi về cho tổng đài 8369, bình chọn ngay cho Hồng Nhung. Cảm ơn em rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thi solo 30 giây thứ hai của một thí sinh nam mà bạn cũng là một trong những nhân vật rất là tỏa sáng. Thể loại sở trường của bạn là popping trong hip hop, thế nhưng ngày hôm nay cũng là một thể loại mới, bạn sẽ thể hiện locking của hip hop. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần trình diễn của Toàn Trung. Dễ thương và rất là dễ nhớ. Quý vị hãy nhớ một anh chàng không hề có tóc. Và chúng ta soạn ngay mã số 8 để mình chọn cho Toàn Trung. Rất dễ thương, tuyệt vời. Hãy soạn số 8 và gửi về 8369 quý vị nha. Đừng quên mình chọn cho Toàn Trung. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là bài thi tiếp theo, bài biểu diễn theo cặp. Và có một anh chàng hiện nay đang rất là cô đơn bởi vì bạn diễn của mình không thể tham gia được. Và anh ta sẽ đến với cô gái tên là Huỳnh Mến. Và đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn nữ đã không may bóc phải mình cả, và mình đã lọt vào tay của bạn trai. Yeah. Cái không may là bạn trai bị vì lý do đưa đẩy dòng nên là xô đẩy. Dòng đời xô đẩy nên là bạn Huỳnh mới xuất hiện. Ủa, tên nào? Đây, tên này. Tên này thầy. Hiền thì cũng máu đó. Mình nghĩ chắc cũng hợp với mình. Jazz là thể loại Minh Hiền phải nhảy trong tuần này. Em tỉnh chưa? Không, khỏe rồi. Đây, lên trọng vô. Dưới sự hướng dẫn của biên đạo Y Thanh, bài này là theo thể loại jazz funk hip hop, đó là cũng là một cái thử thách để cho chúng ta thấy được cái sự đa dạng và đa năng của thí sinh của chúng ta. Mình lo ngại là hơi bị nhiều thể loại quá, và kiểu hip hop cũng phải là thể loại sở trường của mình. Cha cũng vậy, nhưng mà mình nghĩ là cha nó sẽ gần gần giống với contemporary dance.
cái khó của bài này là cái tiết tấu và cái độ dừng. Nếu mà các bạn có được những cái độ dừng chắc và những cái động tác rất là rõ và chắc thì cái bài này sẽ thăng hoa tốt hơn. Y Thanh đã chọn nói về một cái môi trường gia đình, một cái sự mâu thuẫn trong gia đình mà đã gây cho các bạn trẻ phải lang thang ngoài đường phố, và họ đã nương tựa vào nhau để tìm một cái gì đó lạc quan hơn. Ở trong bài có chiếc khăn là một đạo cụ, theo mình nghĩ thì nó tượng trưng cho một vật để mình sưởi ấm trong những lúc cô đơn, không có gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, thường nói đến thể loại jazz, người ta nghĩ ngay đến những điệu nhảy mà vũ công phải rất là tự tin và thể hiện gương mặt của mình có thể nói là hơi chảnh một chút xíu. Và thể loại này chắc chắn sẽ rất phù hợp với anh chàng ngay sau đây, bởi vì anh ta có một khuôn mặt trời cho rất là đều. Quý vị và các bạn thân mến, và đó là thí sinh Minh Hiền. Thế nhưng đêm nay anh ta sẽ thể hiện điệu jazz với một bài nhảy đầy cảm xúc trên nền nhạc When Doves Cry. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần trình diễn hỗ trợ của Huỳnh Mến và thí sinh Minh Hiền. Một tràng pháo tay nữa cho Huỳnh Mến. Thưa quý vị, cảm ơn em đã đến hỗ trợ cho bạn của mình. Và không biết là giám khảo Thuyết Minh chị nghĩ sao về phần trình diễn vừa rồi ạ? Tôi thì cũng thật là khó khi mà phải bình luận gì về phần trình diễn của Hiền trong tác phẩm này. Bởi vì tôi ước như giá như là tôi không đọc cái câu chuyện mà biên đạo Y Thanh đưa ra trong bài này là hai con người lang thang. Gia đình, đúng không? Vì hoàn cảnh gia đình thì tôi thấy cái phần biên và cái kết cấu trong câu chuyện giữa hai phần nó cũng không liên quan mấy. Tuy nhiên rằng là tôi có một lời nhắn nhủ đến Hiền là ở phần này, ở vào càng sâu trong phía trong này thì chúng ta không chỉ là thể hiện được, tức là xem cũng được, mà chúng ta phải thể hiện tốt, hay và lạ, và có một cái điểm nhấn nào đấy mà khó quên. Thì bài này Hiền chị? Dạ. Bài này thì Hiền trình diễn được. Chỉ là được thôi, không biết là anh Chí Anh có đồng ý với chị Thuyết Minh hay không ạ? Xin mời giám khảo Chí Anh. Tôi thích bài này. Anh thích vì điều gì? Tôi thích vì cái cũng chẳng phải vì câu chuyện, bởi vì là suy cho cùng thì lên sân khấu thì người ta cũng chỉ là xem là bạn nhảy múa như thế nào. Tôi thích cái sự biến chuyển giữa phần đầu bài chậm và chuyển sang phần sau nhanh, với những động tác dứt khoát. Lúc đầu thì các bạn như kiểu là hơi múa đương đại một chút, rồi lúc sau thì các bạn nhảy hip hop nhanh mạnh, rồi với đạo cụ và chiếc khăn các bạn sử dụng rất là khéo léo và đẹp mắt. Tôi thích. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn anh. John, giám khảo John Huy Trần, bạn nghĩ sao?
Thì nói với Hiền thì em nhảy bài này tốt và em diễn bài này cũng tốt. Nhưng mà anh nghĩ dancer nào cũng nhảy được như vậy. Giống Trí Anh mới nói là em có múa đương đại và có một số thể loại khác. Nhưng mà đây là jazz. Và trong cái VT clip mình nghe là đây là jazz funk và một tí xíu hip hop mà anh chưa thấy. Thì đây không phải cái lối của em. Anh chỉ hy vọng là bài này là đủ cho em an toàn. Xin cảm ơn John. Xin còn ý kiến của giám khảo Ngô Thanh Vân thì sao ạ? Vân thì Vân chỉ thấy rằng là ở mỗi thí sinh, mỗi lần mà các bạn nhận một cái điệu nhảy khác với lại cái mà mình làm tốt á, thì các bạn rất là áp lực. Thì đối với cái màn này thì Vân lại không thấy áp lực trên mặt của Hiền, và Vân rất là thích điều đó. Bởi vì Vân thấy Hiền rất là thoải mái khi nhảy, cảm thấy sống động trong cái điệu nhảy của mình, và làm cho Vân khi mà Vân xem Vân cũng cảm thấy rất là thoải mái, cho nên Vân cũng rất là thích tiết mục này. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Riêng Trấn Thành thì Thành thấy rằng là sự tự tin luôn luôn thể hiện trên gương mặt của Minh Hiền, và bạn luôn luôn giữ được cái chất rất là đều trên gương mặt của mình. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích nụ cười độc đáo đó thì chúng ta hãy soạn ngay tin nhắn để bình chọn cho Minh Hiền. Đó là số 9 nha quý vị. Hãy nhớ số 9 là mã số bình chọn của Minh Hiền. Chúng ta gửi số 9 về tổng đài 8369. Bình chọn ngay cho Minh Hiền. Cảm ơn Minh Hiền rất nhiều. Cố lên em. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ quay trở lại với phần thi solo 30 giây. Và nhân vật ngay sau đây sẽ trình diễn bài thi 30 giây. Đó là phần trình diễn rất tuyệt vời với thể loại sở trường là ballet. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh trẻ tuổi nhất của chương trình Tố Như. Xinh đẹp. Thưa quý vị và các bạn, và đừng quên số bình chọn của Tố Như, mã số của bạn là số mập. Thưa quý vị, chúng ta hãy soạn số mập và gửi về cho tổng đài 8369 để bình chọn ngay cho Tố Như quý vị nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là phần thi solo 30 giây của nam thí sinh đã nhảy cặp với Tố Như từ đầu chương trình. Và xin mời quý vị và các bạn hãy đến với phần nhảy hip hop rất tuyệt vời trên nền nhạc Mission Impossible. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Vinh Hải. Thưa quý vị, rất tuyệt vời, và Vinh Hải đã thể hiện một bài thi 30 giây rất là ấn tượng. Và mã số bình chọn của em là số 2. Trời, sao cái cặp song lâm này âm thanh kỳ vậy ta? Người thì 1, người thì 2. Thưa quý vị, mã số bình chọn của Vinh Hải là số 2. Và hãy gửi về tổng đài 8369. Mã số 2 quý vị nha, bình chọn ngay cho Vinh Hải. Chúc mừng em. Cảm ơn Vinh Hải rất nhiều. Và ngay sau đây đi trở lại với chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần thi biểu diễn theo cặp tiếp theo. Và đây là một anh chàng đã từng tỏa sáng rất nhiều với Hồng Nhung trong những tuần trước. Và lần này anh ta sẽ bắt cặp với một cô gái năng động, mạnh mẽ, và đó là Kim Phùng. Bạn nhảy của Kim Phụng tuần này là Quang Đăng.
Trang với Phụng thì đã có được dịp làm việc chung với nhau và biết nhau rất là lâu rồi, bởi vì lúc trước hai đứa đã từng nhảy chung nhóm. Trước đây thì Phụng, phong cách của Phụng là rất là dễ thương và nữ tính, nhưng mà bây giờ thì Phụng phong cách cá tính hơn, mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Cũng rất là lâu rồi, đang ở Phụng đã không được nhảy chung với nhau nữa, nên không biết là kỳ này hai đứa kết hợp lại với nhau không biết có có được còn được ăn ý như lúc trước hay không. Trong công việc thì đang rất là siêng, rất là chịu khó, tuy là có những cái đang rất là cứng đầu. Nếu bây giờ kết hợp lại thì mình sẽ tìm cách để dung hòa hai đứa. Thể loại họ bốc thăm là biên đạo Giang Châu sẽ hướng dẫn các bạn ở điều nhảy này. Mình lấy ý tưởng là trong một cái trận bão lụt thì sức sống của con người sẽ vượt qua để cuối cùng họ phải tìm được cái con đường tốt nhất cho họ. Cái tính chất điệu nhảy của slow foxtrot rất là khó, nó vừa thể hiện được cái sự nhanh và chậm trong cùng một khuôn nhạc và đòi hỏi nó phải mượt mà liên kết giữa các khuôn nhạc với nhau. Cái việc quan trọng nhất là mình phải giữ được khung tay và khung người, thì cái người của mình lúc nào cũng phải vươn, cũng phải cao, cái cầm mình cũng phải cao đó, xong rồi mình phải ngã ra. Slow fox thì cần phải mềm mại, uyển chuyển và trôi đi như một dòng nước. Các bạn là xuất thân từ hip hop, động tác giật nhiều mà chuyển qua những động tác đi nó phải mềm mại, phải mượt mà, nó phải chậm rãi và trải đều ra, thì đó là một cái việc rất là khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, Quang Đăng và Kim Phụng mặc dù đây là lần đầu tiên kết hợp, thế nhưng trước đó họ đã từng diễn chung một sân khấu, họ đã từng tập chung bài và bây giờ đã có cơ hội ở chung nhà cùng với những thí sinh còn lại của chương trình. Và dĩ nhiên là họ đã rất là hiểu ý với nhau rồi. Và đêm nay họ sẽ cống hiến chúng ta điệu nhảy Slow Fox trên nền nhạc Wade in the Water. Một tràng pháo tay đồng nhiệt cho Kim Phụng và Quang Đăng. Children of the Israelite, oh, God's gonna trouble the water. Wait in the water, wait in the water, children, wait in the water, God's gonna trouble the water. Với vũ điệu Slow Fox, Kim Phụng và Quang Đăng. Mời em qua đây. Rất là lịch lãm, rất là sang trọng. Không biết là ý kiến của giám khảo John Huy thế nào với bài nhảy vừa rồi ạ? Phụng và Đăng, hai vũ công hip hop đúng không? Và có bao giờ nhảy Slow Fox không? Bao giờ chị em? Thậm chí còn chưa biết nó là gì mà. Anh rất là bất ngờ, tại anh thấy hai em nhảy rất là tốt, tụi em diễn với nhau rất là hay và cái động tác anh thấy anh thích, anh rất thích. Mà theo cái thể loại slow fox thì anh cũng không có biết nhiều, anh chỉ biết cái cảm giác của anh lúc anh thấy em diễn là anh chỉ muốn cười. Ok, thì có gì không biết chị anh có đồng ý hay không đồng ý. Chị anh thấy sao ạ? Ở trường hợp này thì tôi hoàn toàn đồng ý với cả John Huy. Trong điệu slow fox thì cái điều người ta cần nhất là cái sự mượt mà
và cái khuôn mặt mà của người 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 khiêu vũ ấy là cái sự thoải mái. Thì tôi thấy bạn đăng ở đây đoạn đầu của bạn, mặt của bạn là quá phê luôn. Và những cái bước mà tách đôi ra thì hai bạn sử dụng những bước chân rất là cơ bản của slow folk và rất là mượt mà. Đặc biệt thêm một phần nữa là cái mặt của bạn Phụng thể hiện cái sự thăng hoa. Có thể là chắc hai bạn đã từng diễn với nhau rồi đúng không? Hôm nay được có cơ hội. Cảm ơn anh Chia. Đã từng diễn rồi, anh nói đã từng, cái anh dừng lại người ta nghĩ cái khác. Không mà thưa anh, rõ ràng là quý vị là ngoài sự mềm mại mà họ trao cho nhau, chúng ta còn thấy họ trao cho nhau cả những ánh mắt có nhiệt điện. Rất là tuyệt vời. Thế cô Thanh Vân, bạn nghĩ sao? Vân sẽ chia sẻ với hai bạn rằng là trước đây khi mà Vân có mặt trong một cuộc thi nhảy thì điệu slow folk là một cái điệu mà Vân rất là ghét. Bởi vì trong khoảng thời gian đó thì điệu slow folk đối với Vân nó rất là khó, từ khung cho tới những bước chân, và mình phải lướt trên cái sàn mà không được bị ngắt đoạn thì Vân rất là ghét. Nhưng mà nhìn hai bạn khi mà hai bạn tách rời nhau và hai bạn làm cái khung, khi mà hai bạn đi mỗi người một đi chơi khác nhau á, thì hai bạn làm cái khung rất là đẹp. Và đối với lại Phụng thì ngày hôm nay em lướt trên sàn giống như là một thiếu nữ. Và cái đầu chương trình này thì chị thấy Đăng mặc một cái áo thun thì nhìn rất là trẻ con, nhưng mà trong tiết mục này thì chị thấy em thành một quý ông rất là lịch lãm. Và chắc chắn thì hai bạn là cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Xin cảm ơn những nhận xét của giám khảo cô Thanh Vân. Và xin mời cuối cùng giám khảo Tuyết Minh, chị nghĩ sao ạ? Tôi thì tôi cũng bị thả mình vào cái sự mượt mà và đắm say của hai bạn. Nhưng mà tôi nhắc hai bạn là dù đắm say đến đâu thì đừng có quên đồ, đừng có vứt ô chỏng trơ ra thế kia. Mà trước khi về thì phải nhớ cầm đồ của mình. Đăng thì chị rất thích em và chị thấy được cái sự lịch lãm cũng như là cái sự dẫn dắt của em rất tuyệt vời, cùng với cái gương mặt biểu cảm của em. Còn đối với Phụng thì bởi vì cũng như là anh Chí Anh và anh John Huy nói đấy, tức là đây là một cái nó cần cái sự mượt mà và cần cái sự tinh tế của cái đôi chân. Chị vẫn thấy cái chân của em thiếu, tức là từ cái bước đi của em hay đặt cả bàn, và trong những cái bước xoáy của em cũng như vậy, nó hơi bị cái trọng tâm nó hơi bị xa nhau. Và nhất là khi em phải chú ý khi mà em hất chân từ dưới đất lên Atatris đằng sau ấy, thì nó chưa chuẩn về tư thế chân, cho nên cái sự mượt mà của người con gái mà nói thì nó mất đi một chút thôi. Nhưng mà với cái cách diễn xuất của hai em thì nó lại lôi khán giả được vào bài diễn. Dạ, chúc xin mừng cảm ơn chị. Tại vì thưa chị, hip hopper mà mặc dù Phụng là rất là nhìn bên ngoài rất nữ tính, nhưng mà đừng dạy hip hop mà móc cỡ đó là hay lắm rồi. Dạ, chúng ta nhìn phải nhìn lên gương mặt chứ đừng nhìn xuống chân. Và thêm một tràng pháo tay nữa cho những lời nhận xét của giám khảo rất là tốt dành cho hai bạn thí sinh của chúng ta. Và thưa quý vị, nếu như ủng hộ cho Kim Phụng và Quang Đăng, hãy nhấc ngay điện thoại lên và bây giờ chúng ta soạn tin nhắn nha. Kim Phụng mã số của em là 3. Số 3 và Quang Đăng mã số em là vâng thưa quý vị, 3 và 4, Kim Phụng là số 3 và Quang Đăng là số 4. Chúng ta gửi về tổng đài 8369 quý vị nha. Gửi từng bạn hay gửi một cặp gì cũng được. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn hai em. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ vẫn còn rất nhiều những phần trình diễn theo cặp cũng như là solo đang chờ đợi đằng sau. Và đặc biệt là một tiết mục kết hợp giữa các chàng trai rất ấn tượng. Và chúng ta sẽ chờ đến phút cuối cùng quý vị nha. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Xin cảm ơn.